Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ chơi map The Door nè mấy bạn ơi. Mấy bạn có thấy cái Happy đang ở đâu không? Này nhìn giống cái khu khách sạn á. Nè bây giờ mình đi lên đây nè. Đi vô cái cửa này nè, cái xong cái nó lên thang máy. Ủa lộn. Đi vô thang máy để nó lên cái phòng. Quên. Bị sạn. Nè bây giờ lựa nè, bây giờ Happy sẽ cho 4 người nha. Đó. Ui Happy. Bây giờ mình sẽ đợi thêm một người vô với lại đợi dây nè. À 19. Rồi con mùng lè nó vô luôn rồi kìa. Rồi sao bây giờ chúng ta sẽ đợi vô thôi. Vô. À bây giờ chúng ta đi ra thang máy. Wow cái mặt. Cái mặt nhìn nè. À đi vô đây lấy chìa khóa hả? Đó ý là cái cửa nó khóa và đi vô đó lấy chìa khóa. Hình như là cái đèn nó chớp là mình phải chui vô tủ mình trốn á mấy bạn. Cái con gì á, hình như nó tên cái gì á. Rồi bây giờ không có gì luôn. Sao hay bị. À quên, ta mở rồi lật á. Hay mấy bạn này lấy hết luôn rồi đó. Hay bị đi hay bị lật hoài ha. Đó. Rồi sao hai bên đi lộn đường luôn rồi nè. Wow, trời ơi, nó chết. À là sấm sét nè. Mình phải gọi xuống. Mấy bạn này đi nhanh như vậy. Đây đây thấy nè. Đây này chết hả? Ủa này chết không? Trời ơi. Mới thấy cái gì đèn đèn lướt qua cái sóng đèn luôn. Hên là chưa đai. Tại vì con nó hình như là nó tá một cái là đai á. Tìm chìa khóa. Đây ui ui. Ê Happy may mắn thì chứ. Không kiểu như là chơi kiểu như là không biết sao. Thường thường là đi chơi gì vừa vô cũng thấy cái chìa khóa trước mặt hết. Ngộ. Bây giờ sao giờ đi tiếp đúng không? À đi lên cầu thang nè. Gì mà đúng là cái map đồ đo. Không có chỉ sợ sao là nhiều cái cánh cửa. Mà nhiều cánh cửa thì nhiều đó. Happy mới thấy cái đèn chớp Happy trốn liền luôn. Oh my god. Rồi sao cái bạn kia đâu rồi? Đồ đai luôn hả? Thôi mày Happy đi trước. Kiểu cái map này. Một cái phòng. Một cái phòng nhìn rộng. Rộng luôn. Nhìn ấm cúng. Hồi đi đứng nó nhiều á. Tại mấy bạn đó, tại mấy bạn đó. Làm gì sao đứng im rồi á. Chắc bị thái quá cuộc sống. Thái quá cuộc sống. Cái cánh cửa là không, cái nó gạt cực vậy. Cửa hả? Hay hay. Chui vô lũ chó. Đi thôi. Tự nó tối. Nó u ám. Rồi gì vậy? Đi bên đây. Tụi mà nó ngã qua hướng nào á là mình phải đi ra. À là phải đi tìm chìa khóa luôn hả? À có học viện nè. Đi nè mấy ba này. À đây đây cái cánh cửa đây nè. Từ để cho mấy mình đã đứng nó hoài để mình đi trước cho. Hình như một xíu nữa là phải run. Thì cái cánh cửa rồi đó thấy không, nó chết rồi. Không cái đó là không phải cái đèn. Đi đi. Với lại mấy bạn đừng có ra quá sớm. Với lại vô cũng đừng có vô sớm quá. Tại ngập thở. Ủa mới thấy đèn nữa chứ.
Ui, không có gì đâu, thôi đi. Không có gì đâu đi. À, cái đèn nó bị hư rồi. Rồi xong tối ồm luôn rồi nè. Vậy đâu giờ qua bên đây nè. Happy hận trái hay đi qua trái không? Đi đường này đúng không? Ui, sao bị hết hồn. Thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Quỷ. Rồi rên nè rên. Đò hãy ôm rên. Con nào có rồi sắp tới chỗ nè mà he bây giờ mới tới xong cái thì mới chết he bị chui vô tủ đúng lúc đó thì sao mà lại sợ vậy. Ê tìm chìa khóa mình he bi hả quy đâu đâu thế không biết tìm chìa khóa ở đâu và thường thường là he bi hay tìm mà tìm mấy cái chỗ mà gần cái cánh cửa chứ. Đó, vừa mới nói xong luôn. Thật là may mắn. Rồi rồi xong, tới cái màn này mệt nè. Đó đó, cười. Hơi run nha, hơi run. Để lấy chìa khóa vậy. Đấy. Dở thôi. Chứ đâu có ai mở cho mình đâu. Mà quên lấy chìa khóa ra sao mở cửa được. Wow, đi một mình thật là dễ chịu hơn. Đâu có bị ai dàn đi trước đâu. Ui giời ơi. Như này đâu có bị dàn tủ đâu mày. Chứ lúc kia Happy á, Happy giờ mới đi lại cái tủ này nè. Happy thấy chú với xong bạn kia bạn nhành của Happy luôn. Giờ Happy còn tức á. Happy muốn gặp lại để trả thù. Mày máy số 7 này. Để bên đây. Mình định quẹo qua bên trái rồi. Wow, trang đẹp đấy. Đó. Lúc kia Happy cũng có chơi. Happy tới mẹ 50 á, Happy đâu có biết cái tờ giấy nó đâu đâu.
xong cái bạn kia bạn nói tờ giấy ở cái bên, cái bên cái bức tranh á. Vì đâu biết đâu. Rồi Happy cứ đi vòng vòng rồi Happy hỏi đâu có đâu. Mệt ghê chưa. Sao linh cảm của một một đứa như Happy nữa. Happy sẽ chọn bên trái. Sao mở ngoài không được nữa. Vừa mới nói sao mở được luôn. Nó sẽ ở gần, rất là gần cái cánh cửa. Hoặc là nó ở xa. Nhưng mà cũng biết rồi. Tại thường Happy tìm ở gần thôi mà. Rồi là cái chìa khóa đâu. Đúng rồi, chơi mình cũng mệt chứ. Rồi bây giờ không biết tới chừng nào mới tìm được cái chìa khóa nữa nè. Không, cái đó vừa mới nói xong. Nó ở cách một phòng hoặc là hai phòng á. Mà thì chứ. Mình vừa mới nói xong là xuất hiện. Ngộ ha. Vô ra mà 15 này. Mình bị sao. Đây, để mình đi lại á. Đó. Mình đi qua đây. Ha. À là mình đi qua đây trước. Không, cái này là ui. No. Nó phải cắn mình chứ rồi nó mới stop. Ghét. Cái gì mình quắn được nó. Bị quắn nó luôn. Hey. Hồn nha. Có băng keo không? Có băng keo không? Ôi giời, chơi mình cũng hơi run. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp. Ôi chơi cái map này không dám nói chuyện luôn á. Mà bị ráng hay bị nói. Wow, mày đẹp chưa nhỉ. Bung bay à? Rồi sắp run nè. Ủa? Chưa. Nó đại hay không đúng hả? Sắp thoai. Ủa? Hình như miệng à? Chắc điện dám vậy. Có thấy mấy đèn nó bị hư đó. Rồi cái này nó bị hư. Chứ thường thường là quỷ nó tới sớm lắm. Nghĩ sao mà cho mình cơ hội vậy. Đó, biết trước được tương lai hay gì mà đi đại cái hơi cũng đúng đường. Dở thôi chứ hay bị đói đâu. Tại hay bị đoai. Thôi. Sao dễ quá, có hai bức tranh thôi vậy. Ủa đâu phải không. Giờ nhìn nhầm thôi. Đợi tưởng tốt hay gì đó. Hay gì vậy. Mumbai vậy. Ngộ vậy. Sao mới là không nói vậy đi. Không có gì đâu. Đấy. Tìm đi này. Ủa. Vừa mở ra hơi hai cái chìa khóa rồi ngộ như vậy. Nữa đó. Vừa mới. Đấy. À là cái này không phải là cái. Chết quả nha. Mình cứ đau đớn tao gục ngã luôn, tao đi luôn á. Ôi giời ơi. Đó, cái con này bắt đầu xuất hiện lên.
mới sắp tới cái cửa luôn, chứ xong cái Happy Day luôn mấy bạn ơi. Và nếu như mấy bạn thích video này thì nhớ like và share cho mình nha. Và giờ hãy chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.